Tập 81, Tư Mã Chiêu Giết Vua Năm 255, sau thất bại ở núi Thiết Lung, Khương Duy chỉnh đốn binh mã, lại ra Kỳ Sơn lần nữa. Tư Mã Chiêu được tin, sai đặng ngải đến Kỳ Sơn đóng quân ở bờ nam sông Vị để chống Khương Duy. Hai bên giàn trận ở trước núi Kỳ Sơn, Khương Duy án phép bát trận của Khổng Minh, chia giàn ra tám cửa, thiên, địa, phong, vân, điểu, xà, long. Khương Duy cầm thương thúc ngựa ra ngoài trận gọi to lên rằng, Đặng Ngải tướng quân, ông có biết trận này không? Ngải cười rằng, đó là bát quái trận, có gì mà lạ? Khương Duy quay vào trận, sai quân cầm hiệu, phất một lá cờ, mỗi cửa biến thành 8 cửa, 8 8 thành 64 cửa. Duy nói, ông biết cũng phải, nhưng có dám vào trận vây nhau không? Ngải nói, sao lại không dám? Nói đoạn, Đặng Ngải cho quân lượn vào vây trận. Khương Duy đứng trung quân, cầm lá cờ phất một cái, bỗng biến thành trận trường xa quyền địa, vây bọc ngay Đặng Ngải vào giữa. Bốn mặt tiếng reo nổi lên, Đặng Ngải không biết là trận gì, trong bụng đã sợ. Tiếng reo dần dần đến gần, Đặng Ngải vẫn không sao ra được. Khương Duy gọi to lên rằng, Đặng Ngải đầu hàng đi cho mau. Đặng Ngải ngừng mặt lên than rằng, Ta lỡ ra muốn khoe tài một lúc, mắc phải mẹo bà ước mất rồi. Bỗng thấy trên góc tây bắc có một toán quân đánh vào. Đặng Ngải trông ra thì là quân Ngụy, mới thử thế đánh ra được ngoài. Nguyên Tư Mã Vọng thấy Đặng Ngải bị vây khốn trong trận, mới xông vào đánh cứu Đặng Ngải đem ra. Đặng Ngải bị bốn mũi tên, cô sông cô chết chạy về đến trại Vị Nam. Tư Mã Vọng cũng chạy về trại. Hai người bàn bạc, Vọng nói rằng gần nay Thục chủ Lưu Thiện yêu dùng tên hoạn quan Hoàng Hạo, ngày đêm ham mê tử sắc ta nên dùng mẹo phản gián để cho thục chủ đòi Khương Duy về thì mới giải được nguy này. Đặng Ngải mừng lắm, sai đảng quân mang vàng ngọc, châu báu vào thành đô, kết liên với Hoàng Hạo, nói phao lên rằng Khương Duy có bụng oán thiên tử, không bao lâu tất về hàng ngụy. Khi ấy Khương Duy luôn mấy hôm khiêu chiến, Đặng Ngải giữ vững không ra. Duy trong bụng nghi hoặc, chưa biết nghĩ thế nào, chợt có sứ giả đến triệu về. Liêu Hóa nói, tướng ở ngoài, tuy có mệnh vua, không nghe cũng được, nay dẫu có chiếu, nhưng chớ nên lùi vội. Trương Dực nói, tướng quân luôn động binh mấy năm, nên người thục đều có lòng oán cả, không bằng chấp nhận dịp này vừa được trận, thu quân mã về cả, để yên bụng dân, sau sẽ liệu kế khác. Khương Duy nghe lời, sai quân sĩ y phép lui về, để liêu hóa, Trương Dực đi chặn hậu, phòng quân ngụy đuổi theo. Về đến thành đô, Khương Duy vào ra mắt hậu chủ lưu thiện, hỏi tại sao mà đòi về. Hậu chủ nói, ngươi ở mãi ngoài biên đình, chấm sợ quân sĩ vất vả, cho nên đòi ngươi về chiều, chớ không có việc gì cả. Duy tâu rằng, tôi đã lấy được chín trại kỳ sơn, sắp sửa thành công, không ngờ nửa đường lại bỏ dở, biết là chúng phải mẹo phản gián của đặng ngài. Hậu chủ nín lặng không biết nói gì. Khương Duy lại tâu rằng, tôi thể hết sức đánh giặc, để báo ơn nước. Bệ hạ chớ nghe lời tiểu nhân mà sinh bụng ngờ vực hậu chủ ngồi lâu một hồi mới nói rằng trẫm không nghi ngờ gì ngươi ngươi hãy về hán trung đợi khi nào nước ngụy có biến sẽ sang đánh khương duy thở dài từ biệt hậu chủ về hán trung trung hội hay tin đó liền báo tin ấy với tư mã chiêu chiêu mừng lắm có bụng muốn đánh thục hỏi trung hộ quân là giả sung rằng ta muốn đánh thục có nên không sung nói chưa nên thiên tử còn có bụng ngờ chúa công nếu chúa công một mai đi vắng ở nhà tất sinh chuyện ngay Nói đoạn, giả sung cáo từ ra về. Hôm sau mang đến một bức thư rồi nói rằng, năm ngoái rồng vàng hai lần hiện trong giếng ninh lăng, quần thần dâng biểu là điềm lành. Thiên tử nói rằng, đó không phải điềm lành. Rồng là tượng vua, nay rồng trên không ở trời, dưới không ở ruộng, mà đi ở trong giếng, ấy là điều rồng phải giam hãm. Rồi có làm một bài thơ rồng lặn, ý trong thơ chỉ rõ về Chúa Công. Thơ rằng, thương thay rồng chịu khốn, không vượt khỏi vực sâu. Trên trời đã không ở giữa ruộng nào thấy đâu. Cuốn khúc nằm đáy giếng. Lươn trạch lượn trước sau. Vây cánh xếp một xó. Thân ta cùng một màu. Tư mã chiêu nghe xong, nổi giận, bảo giả sung rằng người này lại muốn bắt trước tàu phương đây. Nếu không liệu sớm đi, tất có khi hại ta. Giả sung nói, tôi xin sớm tối lo giúp chúa công việc ấy. Bây giờ là năm cam lộ thứ năm nhà ngụy, mùa hạ, tháng tư, tư mã chiêu đeo gươm lên điện. Tào Mao đứng dậy đón vào. Quân thần tâu rằng công đức của đại tướng quân cao vời vợi nên phong làm tấn công, ra lễ cửu tích. Tào Mao xem biểu xong cúi đầu không nói câu gì. Chiêu hét lên rằng, cha con, anh em nhà tôi ba đời, biết bao nhiêu công lao với ngụy, nay làm tấn công không đáng hay sao. Mao đáp rằng, dám đâu chẳng vâng lời. Chiêu nói, bài thơ rồng lặn, coi chúng tôi như con lươn, con trạch là ý làm sao. Mao không trả lời được, chiêu tức giận trở ra. Tào Mao và hậu cung cùng với thị trung vương thẩm, thượng thư vương kinh, tán kỵ thường thị vương nghiệp bàn bạc việc trừ họ tư mã. Vương kinh khóc nói rằng, không nên, ngày xưa vua chiêu công nước lỗ, không chịu nhịn nhục với họ quý, đến nỗi phải bỏ nước mà chạy. Nay quyền to vào tay họ tư mã cả rồi, công khanh trong ngoài, không nghĩ gì đến lẽ thuận nghịch, a à dua theo về với giặc, không cứ một ai. Và lại quân túc vệ của bệ hạ đưa đón, không có người chịu dùng sức. Nếu không nín náu nhịn nhục thì vạ đến nơi ngay. Xin hãy thông thả lo toan, chớ nên hấp tấp. Mao nói rằng, điều ấy mà chịu nhịn thì còn điều gì không nhịn nữa. Ý chẫm đã quyết rồi, dù chết cũng không ngại. Nói đoạn, cầm kiếm và áo giáp đi ra. Vương Thẩm Bảo vương nghiệp rằng, việc đã kíp rồi, chúng ta không nên dây vào mà chết cả họ, nên đến thú trước với Tư Mã Công, kẻo mà chết oan. Vương Kinh thấy vậy giận lắm, nói rằng, chúa lo, tôi phải nhục Chúa nhục tôi phải chết, các ngươi dám mang hai lòng à. Hai người thấy Vương Kinh không nghe, bèn tới báo tin cho Tư Mã Chiêu biết việc này. Lại nói, ngụy chủ tàu mau vào nội cung, sai quan hộ vệ là tiêu bá tụ tập quân túc vệ trong điện, cùng đầy tớ hầu hạ được hơn 300 người, đánh chống hò reo tiếng ra. Mau cầm gươm ngồi trên xe quát tả hữu kéo ra cửa Long Môn, đến nơi thấy giả sung mặc đồ nhung phục cưỡi ngựa. Có thành tốt, thành tế đi kèm hai bên, dẫn vài nghìn quân cấm binh thiết giáp hò reo kéo đến. Tào Mao chỏ gươm quát mắng rằng, "Ta là thiên tử đây, chúng bay xông vào nơi cung đình muốn giết vua hay sao?" Cầm binh trông thấy Tào Mao cũng không dám động. Giả Sung bảo Thành Tế rằng, "Tư Mã công nuôi mày làm trò gì? Chính vì việc hôm nay đấy." Thành Tế cầm ngọn kích, ngoảnh lại hỏi Giả Sung rằng, "Giết đi hay là trói lại?" Sung nói, "Tư Mã công truyền cho giết quách đi." Thành Tế cưỡi ngựa xông thẳng đến trước xe vua. Mao quát lên rằng, "Thất phu dám sức à?" Nói vừa dứt lời, Tào Mao đã bị Thành Tế đâm một kích vào giữa ngực, ngã sấp xuống dưới xe, lại bồi thêm một kích từ sau lưng suốt ra ngoài bụng. Ngụy Thiếu Đế chết khi mới 19 tuổi. Vương Kinh tự mé sau chạy đến, quát mắng giả sung rằng, quân nghịch tạc kia, sao dám giết vua làm vậy? Giả sung nổi giận, quát tả hữu trói lại, rồi về báo với tư mã chiêu. Chiêu vào cung, thấy Mao đã chết, giả vờ thất kinh, đập đầu xuống xe mà khóc rồi sai người báo tin với các đại thần, truyền dùng quan quách khâm liệm, đình tại mé Tây Thiên Điện. Sau đó, Tư Mã Chiêu mời quần thần vào bàn bạc. Quần thần đến cả, chỉ thiếu có thượng thư bộc xạ Trần Thái. Chiêu sai cậu Trần Thái là Tuân Khải gọi Thái đến. Trần Thái mặc áo gai, đội khăn đi vào, khóc lại trước linh cữu. Chiêu cũng giả tảng khóc hỏi rằng, việc hôm nay nên nghĩ thế nào bây giờ? Thái nói, chỉ có chém giả sung đi, thì còn tạ được thiên hạ một chút mà thôi. Chiêu ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói rằng, có cách nào khác không? Thái nói, tôi chỉ biết thế thôi, chớ không biết cách nào nữa. Chiêu thét to, thành tế đại nghịch vô đạo, nên đem mổ bụng và giết cả ba họ nó đi. Người sau có thơ than rằng, Tư mã năm xưa sai giả sung, giết vua Nam ải máu tuôn hồng, lại đem thành tế giết ba họ. Tiếng tâm đồn đại kẻ gian hùng. Tư mã chiêu lại sai bắt cả nhà vương kinh bỏ ngục, một hôm bọn giả sung khuyên tư mã chiêu thay nhà ngụy mà lên ngôi hoàng đế chiêu nói rằng ngày xưa vua Chu văn vương thiên hạ chia ba đã có hai phần rồi mà còn đem dân mình chịu việc nhà ân cho nên thánh nhân khen là trí đức ngụy võ đế không chịu thay ngôi nhà hán nay ta không chịu thay ngôi nhà ngụy cũng thế bọn giả sung biết ý tư mã chiêu để dành lại cho con là tư mã viêm mới không khuyên nữa tháng 6 năm ấy tư mã chiêu lập thường đạo hương công là tào hoán mới 13 tuổi lên làm hoàng đế tức ngụy nguyên đế cải niên hiệu là cảnh nguyên năm thứ nhất tào hoán tự là cảnh danh nguyên là con yên vương tào vũ tức là cháu tào tháo tào hoán phong tư mã chiêu làm thừa tướng tức tấn công thưởng cho 10 vạn quan tiền một vạn tấm lụa văn võ các quan đều được phong thưởng cả khương duy nghe tin tư mã chiêu giết tào mao lập tào hoán mừng nói rằng ta phe này cất quân đi lại có cớ đây rồi liền viết thư đưa sang ngô hẹn nhau cùng cất quân hỏi tội tư mã chiêu giết chúa một mặt tâu với hậu chủ cất 15 vạn quân, đem vài nghìn cỗ xe, trên xe đóng hỏng ván, sai liều hóa. Trương Dực làm tiên phong, hóa đi lối ra hang tí ngọ, Dực đi lối ra hang lạc cốc, Duy ra hang Tà cốc. Ba mặt cùng kéo đến kỳ sơn. Chuyến này Khương Duy tuy thắng nhưng bị phá mất lương thảo đường sàn do vương quán liều chết đốt bỏ, cho nên đành phải rút quân về. Cảnh diệu thứ năm nhà Thục Hán, tháng 10 mùa đông, đại tướng quân Khương Duy sai người ngày đêm sửa soạn đường sàn, dự bị lương thực, khí giới, sắp xếp thuyền bè ở đường thủy Hán Trung, công việc đâu đấy cả rồi. Khương Duy dâng biểu tâu với hậu chủ rằng, tôi mấy phen ra quân, tuy chưa nên được công to, nhưng cũng khiến cho quân ngụy mất vía. Nay nuôi binh đã lâu, nếu không đánh giặc tất sinh lười nhác, mà lười nhác tất sinh bệnh tật. Và lại đang lúc này quân mong dùng sức, tướng biết hết lòng. Vậy xin các quân ra đánh, nếu không đánh thắng, xin chịu tội chết. Hậu chủ xem biểu, có ý ngần ngại chưa quyết. Tiêu Chu Tâu rằng. Tôi đêm coi thiên văn, thấy tướng tinh ở địa phận thục lờ mờ không được sáng. Đại tướng quân đi chuyến này, chắc không được lợi, bệ hạ nên dáng chiếu ngăn lại. Hậu chủ nói, thôi, hãy để cho đi chuyến này xem sao, nếu quả lại thua thì từ giày không cho đi nữa. Tiêu chu can ngăn hai ba lần, hậu chủ không nghe, truyền lệnh cho Khương Duy lãnh 30 vạn quân phạt ngụy. Khương Duy sắp cất quân đi, hỏi Liêu Hóa rằng, ta nay cất quân, thế lấy lại được Trung Nguyên mới nghe, vậy nên ra lối nào trước? Liêu Hóa nói, ta cất quân luôn mấy năm nay, quân dân không được yên. Và lại, ngụy có đặng ngải, nhiều mưu lắm trí, không phải tay tầm thường. Tướng quân cứ muốn miễn cưỡng làm công việc ấy thì Hóa này chẳng biết đâu mà dám nói. Duy bừng bừng nổi giận, nói rằng, ngày xưa, thừa tướng sáu lần ra kỳ sơn, cũng là vì việc nước, ta nay tám lần sang đánh ngụy, có phải vì riêng mình ta đâu. Nay ta đến lấy diêu dư dương trước, nếu ai trái lệnh thì chém đầu bèn để Lưu Hóa ở lại giữ Hán Trung, Duy cùng với các tướng dẫn ba chục vạn quân kéo đến Diêu Dương. Trên đường đi, Duy nói với Hạ Hầu Bá, nay Diêu Dương không có lương, đặng ngải tất đồ rằng ta giữ Kỳ Sơn, cho nên đến lấy thành ấy, chứa lương thảo ở đó, rồi kết liên với người dợ Khương để đồ kế lâu dài. Đây nói đặng ngải đang tăng cường dân phu đắp thành lũy chống quân thục. Tư Mã Vọng nói, Khương Duy tai quái lắm, hoặc là giả tiếng đến Diêu Dương, mà kỳ thực ra Kỳ Sơn chăng. Ngài nói, Khương Duy phen này ra Diêu Dương thực đấy. Trước kia Khương Duy thường ra chỗ có lương. Nay Diêu Dương không có lương, Khương Duy tất đồ rằng ta giữ kỳ sơn, cho nên đến lấy thành ấy, định chứa lương thảo ở đó, rồi kết liên với người dợ Khương để đồ kế lâu dài đấy thôi. Vọng nói, nếu thế thì ta làm thế nào? Ngài nói, nên rút hết quân ở đây, chia làm hai đường, đến cứu Diêu Dương. Cách đó 25 dặm, có một thành nhỏ hầu hà, là chỗ của họng sư ấy ông nên dẫn quân phục trong thành diêu Dư dương ngả cờ in trống mở tung bốn cửa y mẹo như thế như thế Mà làm, tôi dẫn quân phục sẵn trong thành hầu hà chắc là phá được quân thục khương duy sai hạ hầu bá làm tiền bộ dẫn binh đến diêu Dư dương trước ai ngờ bị chúng mai phục của đặng ngải thương hại thay cho hạ hầu bá cùng 500 quân bị tên bắn chết hết canh hai đêm hôm ấy đặng ngải ở trong thành hầu hà dẫn một toán quân đi ngầm đến cướp trại thục quân thục thua to phải lui về hai chục giảm hạ trại Hôm sau, Khương Duy lại dẫn quân ra khiêu chiến, Ngải đóng quân không ra, Duy sai quân sĩ chửi mắng, xỉ nhục, chửi Ngải là một tên chăn bò chết nhát. Nguyên Đặng Ngải là đồng tộc của Đặng Chi, mất cha từ nhỏ, gia cảnh nghèo khó, lại thêm lúc nhỏ có tật ở miệng. Ngải từ nhỏ đã ham học và có trí lớn. Nhờ vào tài năng của mình, đến tuổi trưởng thành, ông được cử làm điển nông đô úy. Đặng Ngải làm quan địa phương trong khoảng thời gian hơn 10 năm thì may mắn có cơ hội được diện kiến với thái úy triều ngụy là tư mã ý người nắm giữ nhiều quyền lực trong triều đình tư mã ý nhanh chóng mến phục tài năng của ông quyết định đề bạt lên làm thái úy phủ chi diễn trúc rồi sau đó lại thăng lên chức thượng thư lang đặng ngải kể cho con là đặng trung quá khứ mình như vậy rồi chợt nghĩ rằng quân thục bị ta đánh một trận đại bại là thế mà vẫn không rút về lại còn đến khiêu chiến với ta tất là chia quân đến cướp trại kỳ sơn của ta rồi tướng giữ trại ấy là sư toản quân đơn tướng ít tất nhiên phải thua, ta phải thân đến cứu mới xong. Ngài gọi con là Đặng Trung dặn rằng, con phải hết lòng coi giữ xứ này, mặc sức cho quân kia khiêu chiến, chớ được coi thường gia địch, đêm nay ta dẫn quân ra cứu kỳ sơn đây. Canh hai đêm hôm ấy, Khương Duy đang ở trong trại nghĩ ngợi, chợt nghe ngoài trại có tiếng hò reo, coi trống vang động, quân vào báo Đặng Ngải dẫn 3.000 tinh binh đến thách đánh nhau trong đêm. Các tướng muốn ra đánh, Duy ngăn lại không cho rồi bảo với các tướng rằng, Đặng Ngải giả tiếng đánh đêm, tất là đi cứu kỳ sơn chưa biết cuộc chiến giữa khương duy và đặng ngải được thua thế nào xem đến tập sau sẽ rõ